Dạ em xin chào các chị ha. Dạ thì hôm nay em giới thiệu đến các chị nhà mình chất liệu lụa Hàng Châu nữa đây các chị nè. Dạ hôm nay thì cũng về được rất là nhiều mẫu mới các chị ha. Rất là nhiều mẫu mới luôn. Dạ thì em vừa trở về với cái giá là 70.000 một phút vải. Dài 2m, khổ 1,5m các chị. Dạ dòng lụa Hàng Châu các chị ha. Các chị nhà mình lấy từ 3 khúc là 210.000, em bao ship cho các chị nhà mình. Dạ 70.000 một khúc các chị ha. Chất liệu lụa Hàng Châu. Dòng này mình may áo dài, may đầm, đồ bộ các kiểu luôn các chị ha. Chất vải rất là đẹp luôn các chị, chất vải rất là đẹp luôn. Em may em mặc mà em giặt máy giặt thoải mái luôn các chị ha. Bao giặt máy giặt thoải mái cho các chị nhà mình luôn, không xù lông, không rạn, không xước luôn các chị nha. Dòng lụa Hàng Châu. Dạ, hôm nay em bán với giá là 70.000 một khúc vải dài 2m, khổ 1,5m. Dạ, khi các chị nhà mình lấy từ 3 khúc là 210.000, em bao ship nha các chị nha. Các chị nhà mình lấy từ 1-2 khúc thì em thu phí ship là 20.000 nha các chị ha. Phí ship là 20.000 trên một đơn, em nhận ship co toàn quốc luôn. Dạ, lần lượt em giới thiệu đến các chị nhà mình từng mã số cho các chị nhà mình dễ lựa chọn nha. Đây là mã số 1, đây các chị, mã số 1 sọc cam đen các chị ha. Mã số 1 hôm nay rất là nhiều mẫu mới, được rất là nhiều mẫu mới luôn các chị. Dạ mẫu số 2. Mẫu số 2 đi các chị nha, mẫu số 2. Dạ tiếp theo mẫu số 3. Mẫu số 3. Dòng này được rất là nhiều các chị nhà mình ưa thích nha. Dạ mẫu số 4. Mẫu số 4. Mẫu số 5. Mẫu số 6, mẫu số 6 nè các chị. Mẫu số 7. Mẫu số 7. Mẫu số 8. Mẫu số 8. Mẫu số 9. Mẫu số 10, mẫu số 10. Mẫu số 11. Mẫu số 12. Mẫu số 13. Mẫu số 14. Mẫu số 15. Mẫu số 16. Mẫu số 16. Mẫu số 17. Mẫu số 18. Mẫu số 18 với mẫu số 19 là nó cùng một hoa văn nè các chị. Mẫu số 18 nha, mẫu số 18. Mẫu số 19 là nó cùng một hoa văn nhưng mà nó khác màu. Dạ. Yeah. Mã số 20. Mã số 20. Mã số 21. Mã số 21. Mã số 22. Mã số 23. Mã số 24. Mã số 24. Mã số 25. Mã số 26. Sọc xanh xanh dương các chị ha, xanh dương với đen. Mã số 26. Mã số 27. Mã số 27. Mã số 28. Mã số 29. Mẫu này có rồi chị ha. Mẫu số 30. Mẫu số 30. Mẫu số 31. Mẫu số 31. Mẫu số 32.
trùng mẫu nè các chị. Mẫu số 33. Mẫu số 34. Mẫu mới các chị ha. Mã số 34. Mã số 35. Mã số 35. Mã số 36. Mã số 36. Mã số 37. Mã số 38. Mã số 39. Mã số 40. Mã số 41. Mã số 42. 42 là mẫu mới luôn nè các chị. Mã số 43. Mã số 43. Mã số 44. Mã số 44. Mẫu này có rồi. Mã số 44. Mã số 45 đây là màu vàng, vàng đậm đen đó chị ha, màu vàng đậm với màu đen, mã số 45. Mã số 46. Mã số 47. Mã số 47. Mã số 48. Mã số 49. Mã số 49. Mã số 50. Mã số 50 đây các chị ha. Thì em giới thiệu đến các chị nhà mình cái chất liệu lụa hàng châu. Dạ, giá là 70.000 một phút các chị ha. 70.000 một phút, khoảng dài 2 mét, khổ 1 mét rưỡi. Dòng này các chị nhà mình may đầm, đồ bộ, áo sơ mi, áo dài, các kiểu luôn các chị ha. Dòng này các chị nhà mình giặt nó giặt thoải mái luôn. Dạ, nó không nhào, không xù, không xước các chị ha. Dạ, tiếp theo em giới thiệu đến các chị nhà mình mã số 51 đi các chị. Mã số 51 nha, mã số 51. Mã số 51. Và mã số 52. Mã số 50. Mẫu này có rồi nè các chị, mẫu bị trùng ha. Mã số 53. Mã số 54. Mã số 54 hoa cúc nhị đen. Mã số 55. Mã số 56. Mã số 56 đây các chị. Mã số 57. Mã số 57. Mã số 58. Mã số 59. Mã số 60. Mã số 61 sọc đen đỏ. Mã số 62. Mã số 63. Mã số 63. Mã số 65. Mã số 66. Mã số 67. Mã số 68.
số 69. Mã số 70. 70 đây các chị, mã số 70. Mã số 71 hoa nhí các chị ha, mã số 71. Mã số 72. 72 đây có rồi các chị, trùng mẫu ha. Mã số 73 đây các chị, mã số 73. Tiếp theo các chị ha, mã số 73, mã số 74. Mã số 74 đây các chị. Mã số 75. Mã số 76. 76 các chị nha. Mã số 77. Mã số 78. Mã số 79. Dạ tiếp theo các chị, tiếp theo mã số 80. 80, dạ màu sọc đen đỏ đây các chị ha, mã số 80. Mã số 81. Và mã số 82. Mã số 83. Mã số 84 hoa nhí nè các chị. Mã số 85. Những cái mẫu này có rồi các chị ha. Dạ thì em giới thiệu đến các chị nhà mình 85 mẫu. Mẫu lụa Hàng Châu các chị, chất liệu lụa Hàng Châu thì nó may áo dài được nè các chị ha, may áo dài trầm, đồ bộ váy các kiểu luôn các chị, chất liệu rất là đẹp luôn, rất là mềm mịn, mặc rất là mát các chị ha. Các chị nhà mình giặt máy giặt thoải mái luôn. Dạ em bao cho các chị nhà mình giặt là không xù lông, không rạn chỉ các chị ha. Giá là 70.000 một khúc vải, dài 2m, khổ 1m rưỡi. Và khi các chị nhà mình lấy từ 3 khúc là 210.000, em bao ship cho các chị nhà mình ha. Dạ em cảm ơn các chị nhà mình đã xem video. Dạ hẹn gặp lại các chị nhà mình ở video tiếp theo nha.